Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Tile Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình. Và thưa quý vị, cảnh sát ở tại Indiana thì họ đang điều tra một cái vụ nổ một căn nhà mới xảy ra vào ngày hôm qua thôi, mà bây giờ cảnh sát nói là 3 người bị thiệt mạng, nhưng mà tổng cộng đến 39 căn nhà ở lân cận đó là bị thiệt hại, như quý vị thấy, từ nặng cho đến nhẹ. Khi mà ở gần cái căn nhà bị nổ, căn nhà mà bị nổ là coi như là mất tiêu luôn, không có còn ở trên tấm ảnh nữa. Thì phía cảnh sát cho biết là cái căn nhà nằm ở một cái thành phố gọi là Evansville, khoảng 1 giờ trưa hôm qua đó thì là cảnh sát nhận được điện thoại của người dân, một cái tiếng nổ rất là lớn, nổ một cái đùng một phát, mà cả 39 căn nhà lân cận là như quý vị thấy là ở sát bên là cũng thiệt hại, bây giờ chắc không ở được nữa. Thì khi mà cảnh sát với sở cứu hỏa họ đến nơi đó thì cả 3 người ở trong cái căn nhà mà bị nổ là coi như là không có cứu được nữa, đã bị chết. Và những người hàng xóm đó thì có 2 người bị thương, cũng may nhưng mà không có nặng lắm. Thì bây giờ theo như cảnh sát điều tra đó thì họ phát hiện là cái căn nhà này vào tháng Giêng năm 2018 đó đã từng gọi cho công ty gas than phiền là họ nghe được cái mùi gas ở trong nhà. Thì công ty gas họ đã cử người xuống sửa rồi, nhưng mà bây giờ đó 3-4 năm qua rồi thì bây giờ có thể là đường ống gas nó đã hư trở lại, thì cảnh sát có thể là họ điều tra theo cái hướng này. Tuy nhiên theo như báo chí họ điều tra đó thì ở trong cái khu vực này đó, đây là đã là căn nhà thứ hai bị nổ trong vòng 5 năm vừa qua, cũng liên quan đến cái đường ống gas, cho thấy là ở tiểu bang Indiana, những cái thành phố mà nghèo nàn đó, cái đường ống gas có vấn đề rất là nặng. Thì cũng cái thành phố Evansville này năm 2017, một căn nhà bị nổ, 2 người chết, 3 người bị thương là do đường ống gas bị leak. Và đặc biệt đó, vào năm 2012 thì ở thành phố Indianapolis, thưa quý vị, một người đàn ông vì muốn gian lận tiền bảo hiểm đó, cho nên là đi phá hoại cái đường ống gas, khiến cho nhà của hàng xóm bị phát nổ mà 2 người hàng xóm bị chết. Và cái ông này, ông đã bị ở tù rất là nặng, lên đến 50 năm tù, và cũng liên quan đến cái chuyện về cái đường ống gas riêng ở tại tiểu bang này. Và hiện nay các nguồn tin vẫn đi tìm hiểu cái vụ nổ xảy ra vào hôm thứ ba ở tại Crimea. Thực sự cái thiệt hại này như thế nào? Bên phía Ukraine thì đã chính thức lên tiếng là cái vụ tấn công này là do hỏa tiễn, do Ukraine tự chế. Họ không đề cập đến, bởi vì trong thời gian qua phía Ukraine cũng rất là tế nhị trong cái việc mà sử dụng các loại vũ khí của Hoa Kỳ, Đức, Hà Lan, Ba Lan cung cấp. Thì họ nói rằng cái vụ tấn công mới đây, bên phía Nga thì mới đầu thì chối bỏ, nói rằng đây là bức ảnh ở tại phi trường quân sự của Crimea lúc mà chưa bị tấn công. Thì bên phía Nga thoạt đầu thì nói rằng đó chỉ là một cái do nhân viên trong một nhà kho bất cẩn cho nên xảy ra vụ nổ. Nhưng mà tin tức ghi nhận đó, nó không có đơn giản là chỉ là cái vụ nổ nhà kho. Mà đến ngày hôm nay đó, báo chí họ ghi nhận từ phía Nga và cả Ukraine luôn, cái vụ nổ này nó tạo ra một đám cháy dẫn đến việc nhiều máy bay và trực thăng của Nga bị thiêu hủy, thưa quý vị. Trong đó 8 chiến đấu cơ loại Su-27, 4 máy bay thả bom của Nga Su-30, 5 máy bay ném bom
Su-24, 6 chiếc trực thăng Mi-8 và một chiếc máy bay trinh sát. Và đây là bức ảnh mà họ, những người dân của Crimea, trong đó người Nga và cả người Ukraine nữa. Thưa quý vị, bán đảo Crimea bị Nga chiếm đóng từ năm 2014. Và từ đó cho đến giờ phút này đã, phía lực lượng vũ trang của Ukraine vẫn chiến đấu mà họ không có đánh thẳng vào Crimea được, mà đánh phần lớn ở vùng Donbass. Người dân ở Crimea đó, trong thời gian mà lái xe trên đường và một số người du lịch ở khu vực này đó, họ rất hoảng sợ. Và nếu mà nhìn vào hình ảnh, sáng ngày hôm nay thì bên phía Hoa Kỳ họ có những hình ảnh satellite chụp được và cho thấy tình trạng bị tấn công nó gây ảnh hưởng như thế nào. Và điều này thiệt hại càng ngày càng nhiều đối với phía Nga. Vì lý do, tin tức ghi nhận đó, Nga trong thời gian qua chắc có lẽ vì thiếu máy bay hoặc là không có tấn công hết đạn rồi hay sao đó, mà những cái đợt mà tấn công vào các thành phố lớn của Ukraine trong thời gian qua có vẻ như là nó im. Nghĩa là có nhưng mà nó ít hơn nhiều so với những đợt tấn công vũ bão. Tổng thống Zelensky của Ukraine sau khi ghi nhận được tin tức tình báo về đợt tấn công phá hủy nhiều chiến đấu cơ của Nga ở Crimea, ông nói rằng một trong nỗ lực hiện nay, thứ nhất là phản công, lấy lại thành phố Kherson, phản công, đánh chiếm vùng Donbass trở lại và kể cả Crimea nữa, thưa quý vị. Crimea giờ đây là một căn cứ quân sự quan trọng của Nga. Và tin tức cũng ghi nhận được không những ở bên phía phi trường của Crimea, Belarus, với tên độc tài toàn trị Tổng thống Belarus đó, ủng hộ Nga hết mình và thậm chí có thời gian đó, ông đồng ý để đưa quân Belarus sang biên giới với Ukraine để hỗ trợ cho quân Nga. Thế nhưng bị áp lực từ châu Âu rồi có nguy cơ bị tấn công cho nên đã không thực hiện điều đó. Ngay cả bên trong Belarus cũng có cái thành phần phản kháng. Theo bản tin ghi nhận, vào khoảng hơn 1.000 binh sĩ Belarus đã vượt biên giới để sang chiến đấu cùng với lực lượng của Ukraine. Thì tin tức này vào ngày hôm nay cũng ghi nhận không những phi trường ở Crimea mà ngay cả một nhà kho phi trường ở Belarus giáp danh với Ukraine cũng bị tấn công. Chúng ta cũng nhớ là Hoa Kỳ đã cung cấp loại HIMARS, loại mà hỏa tiễn không phải là tầm xa mà chỉ tầm trung, bắn vào khoảng 50 dặm mà thôi. Nhưng mà cũng có thể bản tin ghi nhận là bên phía Ukraine đã chỉnh sửa, họ đã có những cái loại vũ khí riêng và có thể khả năng bắn xa hơn 50 dặm để đến được Crimea và bây giờ bay qua đường biên giới để vào Belarus luôn nữa. Đây là những cái chiến thắng mặc dù nhỏ nhưng mà rất quan trọng cho lực lượng phản kháng Ukraine vào thời điểm này. Và ngày hôm qua, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố là họ đang nỗ lực đặt lại cái tên Monkeypox cho cái bệnh dịch này. Bởi vì lý do mà họ đưa ra đó là bây giờ cái tên này nó không còn chính xác nữa. Và thứ hai là nó mang cái yếu tố kỳ thị. Thì như quý vị biết, Monkeypox được đặt là vào năm 1958 đó, giới khoa học lần đầu tiên họ phát hiện cái con vi khuẩn loại mới này và đặc biệt nó gây ra một cái bệnh dịch lây lan chỉ riêng ở trong cái đàn khỉ thôi, cho nên là họ lấy cái tên Monkeypox họ đặt cho cái bệnh dịch này. Và từ lúc đó cho đến trước năm 2022 đó, thì cái bệnh Monkeypox này nó không có lây từ người qua người mà nó phải từ con thú vật bị nhiễm cái con vi khuẩn này trước đã rồi nó mới lây qua con người. Nhưng mà như chúng ta thấy là sau mấy chục năm đó thì con vi khuẩn này nó đã tiến hóa cho nên bây giờ nó không cần vật trung gian nữa mà nó có thể nhảy thẳng từ người qua người. Chính vì vậy Tổ chức Y tế Thế giới họ nói là, và đặc biệt đến bây giờ đó thì CDC của Hoa Kỳ cũng không thể chắc là cái nguồn gốc thực sự của Monkeypox có phải là từ con khỉ ra hay không. Không ai biết được là có thể trước đó nhiều khi những cái con vật khác nó cũng bị dính cái con này rồi và nó lây qua cái con khỉ, chỉ là chúng ta phát hiện nó ở con khỉ vào năm 1958 mà thôi. Và thứ hai nữa
là Tổ chức Y tế Thế giới họ nói là từ sau cái đợt bùng phát dịch năm đầu năm nay đó, thì truyền thông thế giới khi mà họ tường trình về cái bệnh dịch này thì cái cách mà họ nói đó cứ giống như là cái người dân ở các quốc gia châu Phi lây lan cái bệnh dịch này cho các quốc gia khác, nó mang cái yếu tố kỳ thị. Họ nhấn mạnh là cái con vi khuẩn này nó đã tiến hóa chứ không phải là bởi vì người dân ở châu Phi mà đi lây lan ra như vậy, cho nên là bây giờ họ đang làm việc với các chuyên gia y tế hàng đầu để mà tìm được một cái tên khác thích hợp hơn, và họ sẽ sớm đưa ra cái tên mới cho cái bệnh dịch này. Và đó là cái bản tin đáng chú ý ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Mời quý vị vào trong trang nhà leadersgontv.com đọc các bản tin cập nhật, và chiều nay lúc 5 giờ trở lại với chúng tôi với các bản tin buổi chiều quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.